Kia có vẻ không giãn mới bên này giãn ghê đấy nhỉ. Ơi! Ơi cái này hỏa. Cái này hỏa không ai được tí nữa đặt đây cái này là ai? Đặt vào trong luôn. Tăng độ, tăng độ. Quả này á em không ăn nhiều gì. Nào. Úi giời ơi. Tiền này là tiền chung đấy của hai anh em thế nên là chia ăn chia không đồng đều thế nên là phải dùng cách chia nà nà em mới bỏ ra là mệt mất thôi. Ui ơi anh ơi cái mà ai mệt có được mặt trời. Ôi trời ơi chẳng sợ con săn sắt bắt con cá rô à chúng ta bắt con cá mập à. Ai của anh bên này nó cũng cháy sao tiền này là tiền chung không rách ý, nó như nhau. Tôi đâu, sắp xếp quay đều. Đầu đây. Sắp xếp đều rồi mà. Tiền này là tiền bán trà xanh một ngày đấy, thế là mình lấy ra chứ. Thả con săn sắt bắt con cá rô à? Bắt con cá rô à? Đây. Đây này. Con cá mập cuối cùng kia mới là cái phải bản này. À. Chết rồi bên này bị thấm nước rồi. Còn một trò chơi cũng còn mấy trò chơi cũng dạng rất là vui nữa nha mọi người nha. Mọi người đừng bỏ qua video này. Đừng tắt video vội nha. Này ba. Anh đấy. Ơi đừng đứt ơi. Đứt nó để ăn nó cho nó ra. Có căng căng đấy. Ui. Ơi. Hai chín này. Biết tôi chia đều tiền đi. Lại đấy. Lại. Biết đầu tư đấy này. Một triệu. Rồi chả sao. Nhanh tiếp tục. Đúng mà tôi cho chắc cú. Trong này là cái gì đây? Trong này á, trong này thì kéo mới biết được. Từ đã. Đấy. Lại ba. Ây, lại nữa nữa. Bây giờ không biết là trong này có cái gì rồi kìa. Ây da, nghe đoán ra có cái gì này. Chắc là giày cổ bóng đấy. Ai mở đi anh. Ai bảo gì đâu. À, đừng có chơi bẩn nhé. Mở ra trong đấy là chi phiếu 1.000 tỷ nhỉ. À, không có tiền. đây sẽ là một hình phạt
nói chung là thế không chấp nhận thì đưa giải. Chơi là phải chịu. À, Mao Đệ sẽ phải dính một hình phạt đấy mọi người. À, trước khi đến với trò chơi tiếp theo thì Mao Đệ sẽ vào hình phạt của mình đề ra nhé mọi người nhá. Mình mà trả lại tiền là không bị phạt, nhưng mà nhiều tiền quá. Hình phạt sẽ có cho tên là hình phạt mày gì. Cũng 50-50 như kiểu nghe, trò chơi. Ghê lắm. Mình sau đây sẽ là cái hình phạt của Mao Đệ nhé mọi người nhá. Từ giây phút này không được ngửa lên trên, không được ngước mắt lên trên là bị đập trứng luôn vào đầu đấy. Bây giờ đây sẽ là có hai cái dây nhá. Một cái dây là không có gì, và một cái dây sẽ có một quả trứng. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt hai cái dây này cho nó đều nhau nhá. Đó, từ từ. Không được tránh là lại bị ăn luôn hình phạt. Đấy. Hai cái dây này sẽ như nhau. Đấy, làm thế này sẽ công bằng hơn. Chết đều đấy. Đấy. Anh không biết đấy. Và em còn không biết là em bị. Cơ hội Mao Đệ sẽ là 50-50 và tự tay sẽ. Đấy, cầm kéo, bây giờ nhá. Có 2 giây. Từ từ để anh xem nào. Có 2 giây. Thế nào? Ngồi dịch lên một tí nữa. Thế thôi. Ngồi dịch lên một tí nữa. Trời. Rồi, đầu giữ nguyên. Ok. Đấy, mình sẽ giữ đầu vậy. bây giờ cắt một giây. Cắt một giây. Kiểu như cắt bom ấy. Bên nào? Kỹ chưa? Nào, không được thử. Không biết thử. Giờ đâu. Nhìn bên này này, bên này dây chắc đến đây thì không cắt thì thử lại cắt bên này. Đau đấy rồi. Ôi, tờ rứng đấy. Và bây giờ sẽ tiếp theo là trò chơi thứ hai cho mọi người nhá. Anh cứ đợi em nói. Điền, ngủ đấy, bên này định cắt rồi, thấy mình dọa cái là sao cắt bên này. Mắc nhỏ luôn. Đến với trò chơi tiếp theo cho mọi người nhá. Chọn là cái bàn bia này cho cái mặt phẳng nó đều. Khi anh em mình lăn lon bia ấy, thì nó sẽ được thật tế hơn, nó không bị trôi đi trôi lại nhá. Đấy, và đến đâu sẽ nhận phần thưởng ở đấy và hình phạt sẽ tăng lên nhiều hơn đấy. Em lại tin tin ra rẻ, em thắng nhiều hơn anh đấy. Đấy, bây giờ phải chơi làm sao lấy được hết tiền. Đấy, nào. Okay. Anh chơi bắt đầu tiền đây. Ok. Anh hai chung cái gì em ăn 5 chung. Chả sao. Nào. Chả sao rồi. Mày nhẹ. Ê, nhẹ. Nào. Đến. Có hai chục. Nào, có hai chục nhá, mọi người nhá. Ôi. Ôi, nước 50 này. Đây, nhẹ quá. Đâu, phải giả sát vào đây. Vẫn nhỉ. Ui, ui. Được 100 rồi. Được 100 rồi. Chạm 100 là được 100 rồi. Ô dê. Nó vẫn nhíp mà. Nhíp cái gì mà nhíp. Thế mày không nhíp cái gì. Chỉ cần như thế là được rồi. Mình phải qua hai cái phản.
Bác đệ đã dính vào một hình phạt rồi mọi người nhá, sẽ bóc vào hình phạt này đi. Đó. Điên quá. Và dán lên trán. Đi. À, và sau đây bác đệ sẽ lại tiếp tục hứng chịu hình phạt 50-50 gọi là đỏ đen. Đây là tự tay bóp. Đấy. Nào, cắt cái nào. Cắt. Anh yếu đuối đấy nhỉ. Nó đã thành công ở các là rồi còn đây giữ lại tí nữa, còn rất nhiều rồi giữ lại tí nữa. Tí nữa sẽ tiếp tục, bây giờ sẽ đi sang kiếm tiền tiếp nha mọi người nhá. Mình sẽ nhắm vào cái tờ 500.000 kia nhá. Có được dùng cơ không? Chơi thay à? Chơi thay bia. Mạnh nhớ. Rồi đưa đây. Sắc đô bằng này. Phạt. Này, phát xong rồi. Phát xong rồi, đến đây là tính để bề ngang lại nha. Ok. Chọc vào giữa. Đấy, chọc lại đây. Ơi. Thôi nơ, các kiểu vậy. Quá tay rồi. Quá. Trong chừng này nhỉ. Quá rồi. Điện quá. Phát. Tí nữa thì được 500 nhá mọi người nhá. Phát. Giữa hình phạt này. Ôi mạnh lắm. Mất. Làm sao? Ý. Trời ơi. Bây giờ. Bác lại chết vì em rồi. Dám cho tập bút bắt đầu với em à. Xin nhúng à. Phải cho mọi người á. Ôi trời. Nhanh lên. Ok, kéo đâu. Ê, đừng kéo đây. À, thua thì phải chịu thôi. Nào. À, anh chọn thế nào? Thì phải giờ trước thì tao phải cắt được chứ, không tao lại dê đầu mất. Lẻ rồi lại cắt nó kiểu như hẻm ấy, cắt trượt. Thế mình nghĩ là khả năng là không đấy, thì mình cắt cái này. Wow. Ôi thôi phải chịu thôi. Em xin lỗi nhá. Tiếp tục. Em sợ rồi. Em không biết là bên nào nên anh cắt được bên này. Rồi em chạy. Chơi bẩn à? Hả? Thích chơi bẩn không? Bắt này. Ấy, thế là tao bắt này, cắt trúng này, trượt này. À, tao là xem lại mới được. Do phát vừa rồi, sau khi xem lại camera mà Mao Đệ đã chơi bẩn. À, thế nên là hình phạt dành cho Mao Đệ sẽ là bị mất một tờ. Không, anh chưa bẩn đấy. Thế thì mình không cần biết. Ai phải chơi cho nhận. À, tại vì số tiền này là số tiền anh em mình là số tiền chung khi bán trà xanh được. Thế nên là đem ra chia theo kiểu này nó công bằng này. Mao Đệ chơi bẩn mất làm giảm luôn. Nào, bây giờ bắt đầu tiếp tục. Còn 2 tờ tiền và 2 hình phạt nữa nha mọi người nhá. Mình chọn đúng dây, hôm nay chọn đúng dây rồi thằng Mao Đệ nó sợ là kiểu nó chạy mất nó thả hết cả 2 dây rơi vào đầu mình. Ui, phát ra để đánh chuẩn con 500 thì vỡ ra. Mất tiền. Cha trời ơi. Bây giờ là rất là khó để hình phạt thì cái này rất là khó, cái kia mới dễ tính. Anh ơi dùng tay đi. Tại giờ dùng tay á? Dùng tay. Được, là dùng tay. Dùng tay nó sẽ khó hơn. Có thể nó khôn lắm.
cứ được. Lại làm lại ba đời liếc. Bây giờ mà mày mà thả ra là tự đập vào đầu mấy quả đấy nhá. Ok. Nào. Tao cứ cầm chắc hai bên đã. Anh ơi, xích sang một cho tí. Cho vào đây để tao cầm chắc hai bên. Xích lại một bên. Hả? Xích lại một tí. Nào, trời ơi. Xích sang một tí. Xích sang đâu? Xích sang bên này. Đây á? Rồi. Xích sang bên này một tí. Lúc được chưa? Ok. À, từ đã. Nào, anh bỏ ra, không bỏ ra. Đây, tao bỏ ra. Không, tao cầm ở đầu dây này, nhớ đâu mày thả ra như lúc này sao? Rồi, cắt đi. Cắt ở phần dưới, cắt bên dưới. Hả? Cắt bên dưới này à? Vâng. Vâng, cắt đây thì chả thế à? Cắt ở bên dưới xong em thả ra. Như kiểu cắt mìn, như kiểu mình đang làm một người không biết tả như thế nào. Xanh hay đỏ? Dây xanh hay dây đỏ? Vàng. Nào. À, liên quan đến gọi là tính mạng con người. Gần quyết lên đây. Rồi. Úi giời. Nào, thả tay đi. Úi giời, bắt đỏ. Thoát rồi, thoát rồi. Thoát rồi, thoát rồi. Anh đỏ đấy. Thoát tiên tầm một tầm. Nào, lại buộc cái này lại đây. Đây. Nói chung là mình đã chọn đúng dây không nổ. Con này cá đỏ lắm rồi kìa. À, vậy là ba hình phạt đã... Anh ơi. Biến mất. Nó. Bây giờ mình phải. Giờ chỉ còn có 2 tờ tiền và 1 hình phạt. Đang chen cái phạt ở dưới. Ok, máu đấy. Được. Chơi không máu với anh luôn. Được. Đang chen à? Nào. Cho 500. Cho 100 vào đây. Ok. 500 dừng đây. Đấy, đến đây là mới đây cái tỏ này. Ok, tiếp tục đấy. Đấy là đeo à? Chơi khô máu với nó luôn. Dám chơi bẩn với mình. Nước 100 nghìn rồi. Nào đây. Ok, lấy đây. Này. Úi, gỡ gạc, gỡ gạc. À, mình bây giờ phải gỡ gạc hẳn cái 5 lít kia kìa. 100 Thôi. Úi, nghe cái đường đi cái khó. Nó không như chọc cơ dễ hơn. Úi. Khoảng 5 quả trứng bắt đầu cày mặt. Mỗi thằng một quả trứng bắt đầu rồi. Ôi, con này là một là ăn tiểu. Hai là ăn trứng. Ui, giật tí. Danh giới hình phạt và gọi là một là thiên đường, dưới là địa ngục mọi người ạ. Rất là... Này anh ơi này. Đi ra. Phạt rồi. Dạ. Giờ từ giờ đây. Từ giờ đây. Đây giải tử nhân đi ra. Giống nhau lắm. Mình chơi công bằng, mình chơi như ấy không có lỗi. Đấy anh ơi. Mình xuống. Không, thôi. Đưa tay đầu ra đây. Đọc nó lên là mình lo. À, làm cái gì nó cũng phải dứt khoát. Này, giữa một cái bùm và một cái thông màn cửa ồ dề, ồ dề. À, mình thoát rồi, bây giờ vào tranh nhau nốt 500 nghìn. Tranh nhau 500 nghìn thế. Bây giờ là đến lượt mình rồi. Cố gắng gạc rồi kìa. Ê. Rồi. Thế tình phạt rồi nên là không sợ nữa. Ai trời ơi, vẫn đến lượt em.
này nghe gai cấn. Con này mới gai cấn này. Ui dì. Phần thưởng luôn thuộc về những người xứng đáng đó, và những người có bàn tay vàng trong làng.